khác hẳn với cái Ừ. hoa đầu tiên. Ừ. Đó. Đó. Hoa nó thế nào? Xem cái hoa. Hoa nó vàng ươm, hoa nó vàng ươm mà lá của nó, cái này của nó dăm, nó nhiều dăm lắm. Dăm trước dày. trước trước có cây bán cho cái tay ở tỉnh ra, nó làm nó mua xong rồi nó cắt hết vào Ừ. về nó làm cái thế, nó bảo bán cái cây đấy cho nó có 20 triệu, cắt luôn vào lấy mút cái khung không rồi.